xin mến chào người anh em nhé. Mình vừa hoàn thành được một cái bộ karaoke hát gia đình nhưng mà cực VIP nha anh em. Bộ dàn này gần 100 triệu anh em ạ. Rất là VIP. Gồm một cặp sub Kepler 22, hai cặp Line Array 4 tấc ha, và một cái tủ máy gồm có một cái con van số Gutin GS890, một con container David 481 của Mỹ, một con đẩy Gutin 4 kênh của Đức ha, và một con đẩy 2 kênh Estevador của công nghệ của Mỹ ha. Đấy, bộ karaoke này rất là hay nha nè, tiếng setup chuyên nghiệp luôn. Ở chỗ reverb là khỏi nói luôn, quẹt có số xử lý là tiếng trong trong vắt, trong như ca sĩ luôn. 2 1 2 tiếng rất là thật chân, tiếng nghe tiếng này anh em đi làm show là nhất nha. Giải pháp con van số là rất là hay anh em, chống hú. Rồi về mai mốt anh em nào mà muốn nâng cấp lên cái dàn âm thanh kết nối chống gần giữa ta để làm producer nữa ha, gắn lên làm rì mở đầu rất là tuyệt vời. Mọi chi tiết có người anh em có nhu cầu vô lòng liên hệ ha, 0909 04 3679, hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 136 đường Trần Phú, thị trấn Chu Trì, huyện Tiên Phước, tỉnh Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.